Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 12 tháng 5, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí chuyển sang phần tranh tụng. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 12 bị cáo. Cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt mức án từ 5 đến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cùng bị đề nghị phạt tù với bị cáo Nguyễn Ngọc Hai về tội danh trên còn có 10 bị cáo khác, gồm Lương Văn Hải, cựu phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bị đề nghị từ 4 đến 5 năm tù, Ngô Hiếu Toàn, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh 30 đến 36 tháng tù. 8 bị cáo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận bị đề nghị mức án từ 18 tháng tù đến 5 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát trình bày bản luận tội và đề nghị mức án, các luật sư bào chữa và các bị cáo đã tham gia tranh tụng, đưa ra các luận điểm, luận cứ nhằm cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Thời gian vừa qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ số lượng đặc biệt lớn. Trong đó có đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng người Việt sinh sống ở Campuchia cầm đầu, điều hành cấu kết với nhiều đối tượng trong nước, thu giữ gần 95 kg ma túy các loại. Trước đó vào ngày 16 tháng 9 năm 2022, trên đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14 quận 5, tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Trương Ngọc Mai sinh năm 1997, nơi thường trú quận 1, chỗ ở tại quận 4 và thành phố Thủ Đức có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 thùng giấy bên ngoài được quấn băng keo, bên trong chứa gần 12 kg ma túy loại methamphetamine. Khám xét khẩn cấp 2 chỗ ở của Trương Ngọc Mai tại quận 4. Vào chiều cùng ngày, công an phát hiện thu giữ gần 84 kg ma túy các loại. Từ mắt xích quan trọng này, cơ quan điều tra đã xác định được thông tin của Chu Bá Trung, sinh năm 1984, sinh sống ở Campuchia và thường qua lại Việt Nam là đối tượng cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo Mai nhận ma túy do các đối tượng trong đường dây vận chuyển từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh giao cho Mai đem đi cất giấu. Mở rộng điều tra vào ngày 21 tháng 9 năm 2022, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được Chu Bá Trung tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Từ lời khai của các đối tượng, ban chuyên án bắt giữ thêm tổng cộng 20 đối tượng, thu giữ gần 95 kg ma túy các loại. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 đối tượng, gồm Trương Ngọc Mai, Chu Bá Trung, Đỗ Thị Minh Tâm, Trần Kim Loan và Mai Thị Ngân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Vũ Khải Hoàng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Diệp Hoàng Linh, Nguyễn Trung Quốc, Nguyễn Tấn Thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra còn chuyển hồ sơ cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật, quản lý theo dõi 11 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vâng, thưa quý vị, cuộc chiến với ma túy cũng diễn ra nóng bỏng ở các địa phương khác. Tại Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa đấu tranh thành công chuyên án khống chế bắt một đối tượng trên đường vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá và 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Sáng ngày 10 tháng 5, trên quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hà Tĩnh mật phục bắt quả tang một đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, 2 kg ma túy dạng đá và 200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua đấu tranh, đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là Hoàng Văn Hòa, trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hòa khai nhận vận chuyển số ma túy trên là để lấy 20 triệu đồng tiền công của một người đàn ông ở Hà Nội. Hiện chuyên án đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng là một người tử vong, bị thương một người xảy ra ở xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh vào tối ngày 9 tháng 5. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành tạm giữ 8 đối tượng. 19 giờ ngày 9 tháng 5, tại khu vực trước hội trường thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên đến từ các xã khác. Trong vụ đánh nhau, một trong số các đối tượng tham gia đã sử dụng khẩu súng dạng rulo bắn vào nhóm của đối thủ.
hậu quả làm một người thiệt mạng, một người bị thương. Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ 3 vỏ đạn, một túi, một ba lô, bên trong có 36 viên đạn, một hộp tiếp đạn, bên trong có 7 viên đạn. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã truy bắt và vận động đầu thú được 8 đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc. Trong đêm thì chúng tôi cũng đã triển khai các biện pháp rồi phối hợp các lực lượng, đồng thời là phối hợp với lại phòng BC02, công an tỉnh Khánh Hòa là cũng khẩn trương để là hỗ trợ cho địa phương trong cái việc là truy xét nóng trong đêm. Và đến báo cáo đồng chí thì đến rạng sáng ngày 10 tháng 5 năm 2023 thì cơ bản là chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ được nhóm đối tượng này, đồng thời là thu giữ các cái tang vật, phương tiện, đặc biệt là cái khẩu súng mà đối tượng sử dụng để gây ra cái vụ trọng án ở trên. Trong số 8 đối tượng bị cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ có đối tượng Mai Quốc Hoàng, 22 tuổi, trú xã Diên Hòa. Các đối tượng khác ở các xã Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Phước. Mai Quốc Hoàng được xác định là đối tượng đã dùng súng bắn vào nhóm của đối thủ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, thì nhóm 8 đối tượng bị tạm giữ có mâu thuẫn với Huỳnh Văn Thịnh, chú xã Diên Đồng, và Trần Văn Chí, chú xã Diên Phước, nên hẹn nhau để giải quyết. Tối ngày 9 tháng 5, nhóm này đi trên 2 xe ô tô đến khu vực xã Diên Thọ, gặp nhóm của Huỳnh Văn Thịnh, và hai bên đã lao vào ẩu đả. Quá trình đánh nhau, Mai Quốc Hoàng đã dùng khẩu súng mang theo bắn Huỳnh Văn Thịnh và Trần Văn Chí, hậu quả làm Thịnh tử vong, Chí bị thương. Quá trình truy xét và vận động các đối tượng đầu thú, cơ quan công an đã thu giữ của Mai Văn Hoàng một khẩu súng dạng rulo, thu giữ của một đối tượng khác một số hung khí nguy hiểm. Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Mai Quốc Hoàng khai nhận khẩu súng được mua ở trên mạng. Các cái đối tượng đã thừa nhận là đã lôi kéo rủ rê nhau tập hợp hai bên để giải quyết cái mâu thuẫn. Thì trong quá trình đấu tranh thì các cái đối tượng đã thừa nhận là sử dụng các cái hung khí và vũ khí như súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn. Sau khi đã làm rõ phân hóa các cái hành vi từng đối tượng cụ thể thì chúng tôi đã tập hợp hồ sơ và đề xuất các cái hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Thì bước đầu đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho viện kiểm sát để giám sát theo dõi các hoạt động. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định đầu đạn trong người các nạn nhân là loại đầu đạn cao su. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Hoàng Nho Thanh, trú tại huyện Cơm Ga để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Trung Tá, trú cùng địa phương. Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều ngày 4 tháng 5, tại nhà anh Thanh có tổ chức ăn nhậu. Sau bữa ăn, Thanh tìm điện thoại nhưng không thấy nên nghi ngờ ông Tá lấy trộm. Bực tức nên tối cùng ngày, Thanh lấy dao đến nhà ông Tá hỏi nhưng ông Tá trả lời không lấy. Lúc này, Thanh cầm dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Tá. Nạn nhân sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 5, khi biết tin ông Tá tử vong, thì Thanh đã đến công an huyện Cơm Ga đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thanh Liêm và Hà Hoài Nam cùng chú thị xã Điện Bàn để điều tra về hành vi giết người. Đây là hai trong số 10 đối tượng đã bị cơ quan công an khởi tố về hành vi giết người liên quan đến vụ án xảy ra tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn. Trước đó, vào 20 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2022, do xảy ra mâu thuẫn cá nhân, nhóm đối tượng gồm 10 người, trong đó có Liêm và Nam đã có hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm tìm đánh vào vùng đầu anh Trần Phước Sĩ, trú tại xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, gây thương tích. Đối tượng Liêm và Nam tuy không trực tiếp đánh anh Sĩ nhưng đã liên tục tìm anh Sĩ, đứng chờ đồng phạm thực hiện hành vi đánh anh Sĩ để thể hiện sự hỗ trợ, tiếp sức về mặt tinh thần. Hành vi của các bị can là nguy hiểm, quyết tâm tìm, đánh bằng được bị hại. Hành vi trên thể hiện bản chất côn đồ của các đối tượng và đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thông tin về gương dũng cảm truy bắt tội phạm của Trung úy công an tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù bị nhóm đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công, thế nhưng Trung úy Trần Nhật Duy, cảnh sát khu vực công an phường 2 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm truy đuổi, vượt lên khống chế đối tượng, không để cho các đối tượng có cơ hội trốn chạy. Vụ việc xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 5, thời điểm này,
Trung úy Duy cùng với tổ công tác đang tuần tra địa bàn làm nhiệm vụ thì phát hiện có 3 đối tượng đi trên 2 xe máy rảo quanh cửa hàng tiện ích trên phường 2, quận Tân Bình. Nhận định các đối tượng có ý định trộm cắp xe, Trung úy Duy đã điều khiển xe máy áp sát và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Nhưng đối tượng điều khiển xe hô hoán và dồ ga đâm thẳng xe vào Trung úy Duy, làm cả hai xe ngã ra đường. Trung úy Duy nhanh chóng đứng dậy truy bắt thì đã bị một đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt. Hai đối tượng bỏ chạy lên xe do đối tượng khác chờ sẵn, tăng ga bỏ chạy về hướng đường Bạch Đằng. Dù liên tục bị xịt hơi cay vào mặt, nhưng Trung úy Duy đã tiếp tục truy đuổi và đã khống chế quật ngã bắt giữ được đối tượng ngồi sau cùng. Kiểm tra sơ bộ chiếc xe máy của các đối tượng bỏ lại tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện xe gắn một biển dán ép ở bên ngoài, còn bên trong là một biển số khác. Trong túi đối tượng mang theo có kìm cộng lực dài khoảng 40cm. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Đinh Văn Vĩnh, sinh năm 1977, quê ở Thái Bình. Vĩnh là đối tượng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Và hiện cơ quan công an đang khẩn trương xác định được hai đối tượng còn lại để củng cố hồ sơ, xác minh lại nguồn gốc phương tiện đối tượng sử dụng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vào sáng ngày hôm nay, trưởng công an quận Tân Bình đã trao khen thưởng đột xuất cho Trung úy Trần Nhật Duy vì đã có hành động dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm đến cùng, tạo được sự lan tỏa và hình ảnh đẹp của người công an nhân dân, hết mình vì sự bình yên của nhân dân. Chuyển sang thông tin khác, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lâm Hoài Ân, sinh năm 2005, trú tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 5, giữa Ân với cha ruột là Lâm Hoàng Sang, hai chú ruột là Lâm Viết Tiền, Lâm Thanh Toản cùng Dương Hữu Thanh, trú tại khóm Tân Đông, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Sau khi bị đánh, Ân điện thoại gọi thêm Dương Văn Hiền, Nu Tánh Linh đem theo dao tự chế cùng đến để giải quyết mâu thuẫn. Khi tìm được các ông Tiền, Sang, Thanh và Toản, Ân đã cầm dao chạy lại đâm ông Tiền một nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ông Sang bị đâm trúng tay, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. Ngay sau khi gây án, Ân bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 7 giờ ngày 4 tháng 5, Ân đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hai đối tượng Hiền và Linh, lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Đội kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và lực lượng chuyên trách thuộc Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra lô hàng dưới vỏ bọc là máy lọc không khí được gửi từ Berlin, Đức về Việt Nam qua đường hàng không, phát hiện lượng lớn các viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Cụ thể, tiến hành kiểm tra lô hàng có trọng lượng 8kg được gửi từ Berlin, Đức về Việt Nam, các lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn viên nghi là ma túy tổng hợp được cất giấu trong máy lọc không khí với tổng trọng lượng hơn 7kg. Kết quả test nhanh cho thấy tang vật dương tính với test thử ma túy MDMA. Đáng chú ý, quan sát quá trình khám tang vật có thể thấy số viên nén nghi là ma túy tổng hợp MDMA được đối tượng ngụy trang cất giấu rất tinh vi trong chiếc máy lọc không khí. Và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa tạm giữ đối tượng Trần Hải Đăng, trú tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, công an phường Khánh Bình tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Khi đến đoạn đường Lê Thị Trung thuộc khu phố Long Bình, tổ tuần tra đã phát hiện đối tượng Đăng điều khiển xe mô tô không có gắn biển số có biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức đeo bám theo dõi hoạt động của đối tượng. Khi đối tượng Đăng đến một cửa hàng tạp hóa trên đường Lê Thị Trung thì áp sát xe và giật sợi dây chuyền của một thanh niên rồi tăng ga tẩu thoát. Nghe tiếng chi hô, lực lượng tuần tra đã tổ chức truy bắt và bắt giữ được đối tượng cùng tăng vật là sợi dây chuyền vàng trị giá gần 19 triệu đồng, một xe mô tô và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc. Khi bất ngờ đột kích vào vườn cao su ở ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng công an đã bắt quả tang 17 đối tượng đang tham gia đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên 53 triệu đồng, 7 xe mô tô, 12 điện thoại di động. Đối tượng Nguyễn Minh Cảnh, 35 tuổi, trú tại ấp Khởi Trung, xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, đứng ra tổ chức tụ điểm này để thu tiền sâu 50%.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp Công an huyện Tân Hồng cũng vừa bắt quả tang 18 đối tượng tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại ấp Tròi Mòi, xã Thông Bình. Khám xét trong người các đối tượng và tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 5 con gà trống đá, 9 cặp cửa, 1 cân đồng hồ, trên 27 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 13 xe mô tô. Được biết, tụ điểm trên do đối tượng Phan Văn Hận, tên thường gọi là Hậu, sinh năm 1986, đứng ra tổ chức. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố đối tượng Trần Văn Trường, sinh năm 1990, trú tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, về hai hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ và sản xuất buôn bán hàng cấm. Trần Văn Trường đã sử dụng tài khoản Facebook Thanh Trường đăng tải bài quảng cáo thuốc pháo nổ và các phụ kiện làm pháo hoa nổ trên một nhóm Facebook kín. Vào tối ngày 22 tháng 4, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Trường. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trường, cơ quan công an thu giữ được gần 10 kg thuốc pháo nổ, hơn 8 kg pháo hoa nổ, khoảng 200 mét dây cháy chậm, 650 kg phụ kiện gồm cả cốc giấy, vỏ pháo có nhiều kích cỡ khác nhau để chế tạo pháo hoa nổ, 80 ống nhựa hình trụ các loại là ống bệ phóng pháo hoa nổ, một khẩu súng hơi cồn, một hộp đạn chì, một số tiền chất để chế tạo thuốc pháo nổ và các phiếu vận đơn. Hiện Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định tiếp tục củng cố, thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án. Lợi dụng môi trường Internet để bán hàng giả, hàng lậu, hàng cấm, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, việc xử lý triệt để vấn nạn này vẫn còn gặp nhiều khó khăn do việc kiểm soát định danh tài khoản của người bán chưa thực sự chặt chẽ, thường xuyên, liên tục của các sàn giao dịch thương mại điện tử hay là các kênh bán hàng online, đã tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng hóa vi phạm lên bày bán công khai. Và mới đây nhất, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã phát hiện bắt giữ một đối tượng chuyên sản xuất tự chế pháo hoa nổ để giao bán trên mạng. Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu tháng 12 năm 2022, do không có công an việc làm ổn định, Lê Tuấn Cường, sinh năm 1995, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, đã vào mạng Internet học cách sản xuất pháo hoa nổ, đặt mua nguyên liệu trên các trang mạng xã hội, rồi tự nghiên cứu sản xuất pháo hoa nổ. Đến tháng 4 năm 2023, Cường thuê căn hộ chung cư thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, rồi chuyển toàn bộ nguyên liệu sản xuất và pháo hoa nổ thành phẩm đến để sản xuất mua bán. Thì em cứ đăng lên trên mạng, thì mà có khách ai hỏi mua thì người ta nhắn tin. Bán được có 12 quả. Bán trên mạng xã hội giá 300-320 một quả. Khi biết tin công an quận Hà Đông làm việc tại chung cư đang ở, sợ bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 7 tháng 5 năm 2023, công an quận Hà Đông phối hợp với công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bắt giữ đối tượng. Kiểm tra hành chính tại chỗ ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 34 quả pháo hoa nổ với tổng khối lượng là 12,9 kg cùng toàn bộ nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ. Đối với các nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ của Cường đều là những vật liệu dễ cháy nổ, không có nguồn gốc xuất xứ. Cường sản xuất pháo hoa nổ tại căn hộ chung cư CT6 Kiến Hưng. Cái việc sản xuất pháo trên căn hộ chung cư này dễ sẽ ảnh hưởng đến việc cháy nổ. Để trốn tránh sự kiểm tra, đối tượng cũng đã nhiều lần thay đổi chỗ ở, đồng thời khi giao bán cũng sử dụng nhiều tài khoản, sim số điện thoại khác nhau. Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.